Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Khởi công xây dựng nhà trung tâm chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quốc Hùng tiếp Trung ương Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Okayama, Nhật Bản. Cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hanji Sevina, khu công nghiệp Khai Quang. Vẫn còn nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tam Dương 2. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 11, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà trung tâm chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đến dự có các đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Phùng Quốc Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự án xây dựng công trình nhà trung tâm chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được thiết kế 10 tầng, gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi với nhiều hạng mục liên hoàn, có tổng diện tích sử dụng gần 10.000 m2. Theo thiết kế, nhà trung tâm chỉ huy có đầy đủ các phòng chức năng như phòng họp, phòng khánh tiết, phòng khách, phòng giao ban trực tuyến, các phòng làm việc của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, phòng làm việc của các phòng ban chuyên môn. Hạ tầng kỹ thuật của công trình được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng. Công trình được triển khai xây dựng trong khuôn viên doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng. Trong đó ngân sách quốc phòng 50%, ngân sách địa phương 50%, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thi công dự án dự kiến trong 500 ngày. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quang Hùng nhấn mạnh, công trình xây dựng nhà trung tâm chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Cùng với ý nghĩa tích cực phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương trước mắt và lâu dài, công trình này còn là điểm nhấn về không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị của thành phố Vĩnh Yên và đô thị Vĩnh Phúc trong tương lai. Để công trình đảm bảo được đúng tiến độ đề ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 thường xuyên quan tâm theo dõi và giúp đỡ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo và thực hiện tốt việc triển khai xây dựng dự án đúng thiết kế, dự toán được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quốc Hùng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa công trình về đích đúng thời gian, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Về phía tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, cân đối bố trí nguồn vốn đối ứng của dự án theo đúng nội dung đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Chiều ngày 3 tháng 11, đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn Trung ương Hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Okayama, Nhật Bản do ông Takenori Hanaza, Giám đốc điều hành Trung ương Hội làm trưởng đoàn, sang triển khai chương trình xúc tiến đưa lao động Vĩnh Phúc đi thực tập kỹ năng tại tỉnh Okayama, Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quốc Hùng thông báo tới đoàn những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là những tiềm năng lợi thế, môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh. Đồng chí Phùng Quốc Hùng cũng thông tin về nhu cầu đào tạo lao động có chất lượng và kế hoạch xuất khẩu lao động của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là xuất khẩu lao động sang các thị trường Đông Bắc Á. Trong đó chú trọng tới thị trường và nhu cầu nguồn lao động có chất lượng của Nhật Bản. Tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị phía Nhật Bản nghiên cứu phương án hợp tác với tỉnh trong đào tạo nghề ngay tại các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh trước khi đưa lao động sang làm việc có thời hạn tại Nhật Bản. Ông Takenori Hanaza cho biết, hiện nay dân số Nhật Bản đang trong giai đoạn già hóa, do vậy nhu cầu về nguồn lao động đang trở nên cấp thiết. Tỉnh Okayama nói riêng và Nhật Bản nói chung cam kết sẽ đào tạo nguồn lao động có chất lượng không chỉ phục vụ sự phát triển của Nhật Bản mà còn đóng góp cho sự phát triển của các quốc gia xuất khẩu lao động đến Nhật Bản, trong đó có Việt Nam. Qua hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quốc Hùng và ông Takenori Hanaza đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc xúc tiến đưa lao động Vĩnh Phúc đi thực tập kỹ năng tại tỉnh Okayama, Nhật Bản giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc với Trung ương Hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Okayama.
Hội đồng các nghiệp đoàn tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam vào tỉnh Okayama. Đây là chương trình nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam - Nhật Bản. Dự kiến hàng năm đưa từ 800 đến 1.000 lao động Vĩnh Phúc đi thực tập kỹ năng tại tỉnh Okayama, giúp lao động tiếp thu kỹ năng, kỹ thuật, kiến thức mà ngành công nghiệp Nhật Bản đang sở hữu với mục đích chuyển giao kỹ thuật cho phía Việt Nam, đóng góp vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự phát triển ngành công nghiệp Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này. Thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đó là quyền và nghĩa vụ của người thi hành án, thời hạn tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án, trách nhiệm của đơn vị thi hành án dân sự, việc xác minh, truy tìm tài sản thi hành án, cưỡng chế thi hành án, điều kiện xét miễn giảm thi hành án dân sự. Liên quan đến việc miễn giảm các khoản thu cho ngân sách nhà nước, các đại biểu cho rằng dự án luật cần có quy định cụ thể, chặt chẽ hơn các điều kiện nhằm hạn chế việc lợi dụng chính sách miễn giảm để che giấu tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Tôi đề nghị cần xem xét kỹ lưỡng việc phân cấp cho chính quyền địa phương những nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án dân sự nhằm đảm bảo phân định rõ thẩm quyền giữa trung ương và địa phương, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe trình bày một số tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật tổ chức chính phủ sửa đổi, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và luật thú y. Khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 11, tại phân xưởng lắp ráp mũ bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn HGC Vina, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã xảy ra cháy lớn. Nhận được tin báo cháy, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế và dập tắt. Ước tính ban đầu có khoảng gần 2.000 m2 nhà xưởng đã bị cháy thiêu rụi hoàn toàn. Đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã có mặt tại hiện trường, động viên tinh thần cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn HGC Vina để công ty sớm hoạt động trở lại. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đề nghị các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn HGC Vina. Vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn HGC Vina đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các công ty, doanh nghiệp, nhà máy trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Huyện ủy Tam Đảo vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết 41 của Bộ Chính trị và chỉ thị 13 của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường, huyện Tam Đảo đã đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Huyện Tam Đảo đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó hỗ trợ chế phẩm sinh học cho các hộ chăn nuôi để xử lý môi trường, hỗ trợ xây dựng 852 hầm bioga, cải tạo xây dựng hệ thống rãnh thoát nước và mua xe vận chuyển rác thải. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 6 trên 9 xã thị trấn có bãi tập kết và chôn lấp rác thải. Cũng tại hội nghị này, huyện ủy Tam Đảo đã quán triệt triển khai chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Thông qua kế hoạch của huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác nhân sự cấp huyện cũng như việc thành lập các tiểu ban phục vụ cho đại hội. Ngày 3 tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao cặp sách cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường và trường tiểu học thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. 100 em học sinh trường tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường và 100 em học sinh trường tiểu học thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên được trao cặp sách lần này đều là học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích học tập tốt. 200 cặp sách Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng cho các em học sinh lần này có tổng trị giá 40 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam. Được biết, trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao 300 cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trường tiểu học trên địa bàn các huyện Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo. Đây sẽ là món quà có ý nghĩa giúp các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi, đạt được những thành tích cao hơn nữa trong học tập.
Sở Y tế vừa tổ chức tập huấn triển khai thực hiện công tác khám sức khỏe và chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh cho tất cả các bệnh viện trong tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những nội dung quan trọng về công tác khám sức khỏe, khám chữa bệnh, quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh và các phụ lục kèm theo Thông tư 14 của Bộ Y tế. Thông qua lớp tập huấn giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nắm rõ các văn bản do Bộ Y tế ban hành về thực hiện công tác khám sức khỏe và chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh, từ đó giúp các đơn vị áp dụng triển khai thực hiện đúng theo quy định. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Dự án khu công nghiệp Tam Dương 2, khu A có tổng diện tích quy hoạch 180 ha. Đến nay, ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng được trên 60 ha. Ngay sau khi có mặt bằng sạch, ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh đã giao đợt 1 cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vitor đầu tư xây dựng nhà máy gạch ốp lát trên diện tích 32,3 ha. Đến nay, việc xây dựng nhà xưởng đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa điểm vẫn còn gặp khó khăn, do một số hộ dân chưa tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là khâu kiểm đếm tài sản. Các hộ có đất thu hồi phục vụ dự án đề nghị được tái định cư tại khu vực thôn Đồng Tâm, Đồng Ăn, xã Kim Long vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn trên, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh đã thành lập tổ công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương tiến hành đối thoại với người dân, đồng thời vận động tuyên truyền để người dân hiểu và nắm bắt được đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mở rộng quy mô sản xuất tập trung, phát huy triệt để hiệu quả của làng nghề, huyện Yên Lạc đã triển khai xây dựng dự án cụm làng nghề xã Yên Đồng. Dự án cụm làng nghề xã Yên Đồng được khởi công vào đầu tháng 7 năm 2014 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng có tổng diện tích gần 4 ha với tổng số vốn hơn 42 tỷ đồng để thực hiện việc giải phóng mặt bằng, san nền, đổ đường bê tông, hệ thống rãnh thoát nước, nhà điều hành, hệ thống cấp điện và hệ thống xử lý nước thải, rác thải. Dự kiến cuối tháng 12,
dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ tạo ra động lực thúc đẩy việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ở nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc Việt Thiên, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường chuyên sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Trung Quốc. Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động luôn được lãnh đạo công ty và công đoàn công ty quan tâm tạo điều kiện. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Việt Thiên có trên 2.400 công nhân lao động, với mức lương bình quân trên 4 triệu đồng một người một tháng. Công đoàn công ty luôn thực hiện đúng chức năng là cầu nối của người lao động và doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chăm lo tốt đời sống công nhân. 100% công nhân được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Với đặc thù là công ty sản xuất hàng may mặc, lực lượng lao động nữ chiếm trên 90%, nên công ty luôn thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động là nữ, đặc biệt là chế độ nghỉ thai sản theo đúng quy định. Với những hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Việt Thiên đã góp phần cải thiện đời sống của công nhân lao động, giúp công nhân gắn bó thi đua lao động sản xuất. Thực hiện chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Chi bộ trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai rộng rãi trong chi bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Sau khi chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, Ban Chi ủy, lãnh đạo nhà trường đã triển khai học tập quán triệt tới 100% cán bộ đảng viên và giáo viên. Đồng thời xây dựng và ban hành quy chế bình xét thi đua hàng năm đều gắn với việc thực hiện chỉ thị 11. Trong 2 năm qua thì chúng tôi đã đưa chỉ thị 11 của tỉnh ủy vào những cái công việc cụ thể như là ban hành cái quy chế văn hóa ứng xử của cơ quan. Thì mỗi thầy giáo, cô giáo, học sinh của nhà trường cần phải chuẩn mực. Khi mà xây dựng cái quy chế văn hóa ứng xử của cơ quan thì ngoài cái quy định về trang phục, về nề nếp, về tác phong của người thầy giáo, làm cái hình ảnh mẫu mực đối với học sinh, việc thực hiện cái đạo đức tác phong của người thầy giáo trước học sinh, cái phần này nó giúp cho học sinh chúng tôi có cái được cái hình ảnh đẹp về người thầy. Vì ngoài cái việc nhà trường là cái môi trường giáo dục tri thức thì giáo dục nhân cách và đạo đức cho học sinh là rất quan trọng. Một số cán bộ trước đây hay hút thuốc lá này đã bỏ hẳn, không còn tình trạng uống rượu bia trong ngày làm việc. Trong việc cưới việc tang của gia đình cán bộ đảng viên đã tổ chức theo nếp sống mới. Sau khi có chỉ thị của tỉnh ủy thì ban giám hiệu nhà trường đã triển khai đến các thầy cô giáo cũng như là các em học sinh để góp phần tạo ra một cái môi trường thân thiện trong nhà trường. Thì nhà trường các thầy cô cũng đã tham gia một cách nghiêm chỉnh và bản thân chúng tôi là những giáo viên trẻ của nhà trường thì cũng rất hưởng ứng và ủng hộ cái chủ trương này. Thì để tạo ra những hình ảnh tốt trước học sinh và chúng tôi nghĩ rằng là cái phong trào này thì không những là trong thời gian trước mắt mà phải lâu dài thì cũng sẽ được tổ chức một cách triệt để trong nhà trường Trần Phú. Để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân, huyện Vĩnh Tường đã tập trung chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, triển khai đồng bộ toàn diện nhiều biện pháp, thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từng bước ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đồng thời tổ chức ký cam kết tới từng hộ dân và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn về thực hiện nội dung các phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, về an ninh trật tự gắn với mục tiêu giữ yên địa bàn, bảo vệ an toàn về người, tài sản của nhân dân, giảm tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Nhân rộng nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng khu dân cư không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội ở các xã thị trấn và phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, cung cấp cho lực lượng công an những nguồn tin quan trọng về các loại tội phạm trên địa bàn. Huyện Vĩnh Tường là cái địa bàn rất rộng, thì địa bàn huyện tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội. Trên địa bàn huyện có hơn 10 km đường quốc lộ 2A chạy qua. Đây cũng là cái điều kiện rất thuận lợi để phục vụ cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Xong cũng là cái điều kiện thuận lợi để các đối tượng hình sự ở nơi khác đến hoạt động. Trong những năm qua thì được sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh thì cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên
trước cái diễn biến cũng như là cái tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường thì tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Đáng chú ý là cái tình hình mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người. Thế rồi một số những cái loại tội phạm mà phát sinh từ những nguyên nhân xã hội cũng có xu hướng gia tăng. Công an huyện đã tăng cường công tác nắm tình hình và hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, kết hợp với lực lượng bảo vệ công an các xã thường xuyên tuần tra, cắm chốt ở những khu vực nhạy cảm hoạt động tội phạm hình sự, ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý những hành vi vi phạm. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đặc biệt là tội phạm ma túy, Công an huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, đồng thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phối hợp cùng cán bộ hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên của các xã thị trấn đến gia đình các đối tượng có biểu hiện hoạt động ma túy và nghiện ma túy để vận động, giáo dục, cảm hóa. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Vĩnh Tường đã triệt phá được một ổ nhóm đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay tại xã Đại Đồng với 13 đối tượng, thu giữ được số tiền 639 triệu 150 nghìn đồng. Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, đã chỉ đạo các cấp, các mảnh, các ngành để tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục thuyết phục các tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên và học sinh đóng trên địa bàn để chấp hành pháp luật. Cái đáng chú ý là chúng tôi đã củng cố và duy trì hoạt động tốt của các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đặc biệt là cái mô hình hoạt động của tổ liên gia tự quản. Hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 1.750 tổ liên gia tự quản hoạt động rất có hiệu quả. Thì chúng tôi đã chỉ đạo là lực lượng công an cơ sở là phải chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn là duy trì hoạt động của mô hình này bằng các hoạt động cụ thể, họp tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục, đi đôi với phát hiện và tố giác tội phạm. Với quyết tâm trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các biện pháp đấu tranh đồng bộ quyết liệt của lực lượng công an, cùng sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những năm qua, Đảng bộ chính quyền xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên luôn tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, phát huy có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Để giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, Đảng bộ chính quyền xã khuyến khích người dân chủ động tiếp cận thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trọng tâm là phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, qua đó thu hút và tạo việc làm ổn định cho người dân. Hiện nay trên địa bàn xã có gần 500 hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh các loại hình dịch vụ thương mại, vận tải, sản xuất đồ gỗ, cơ khí. Bên cạnh đó, xã còn tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kết hợp với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ưu tiên các nguồn vốn vay để khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Trong xã hiện có gần 200 hộ đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại, tổng hợp có hiệu quả với thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Với những giải pháp hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người xã Tam Hợp hiện nay đạt trên 26 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2%. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch đã cơ bản đạt 12 trên 19 tiêu chí. Trong đó tiêu chí giao thông được xã xác định có ý nghĩa quan trọng nhưng đang gặp khó khăn để thực hiện. Đến nay trong tổng số 18 km về đường trục chính của xã mới chỉ cứng hóa được 3,2 km, còn hàng chục km đường ngõ xóm xã mới chỉ cứng hóa được 1 km. Đường giao thông nội đồng mới cứng hóa được gần 1 km. Sau khi một số tuyến đường giao thông được bê tông hóa, nhân dân rất phấn khởi, thấy rõ được lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới và đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp công, góp của. Đối với Xuân Lôi chúng tôi về cái hệ thống cái đường trục xã cũng như đường trục thôn và cái đường ngõ xóm và cái đường nội đồng thì chúng tôi cũng là rất nhiều, khoảng gần 30 km mà các ông chí đến bây giờ. Thì báo cáo ông chí là đối với đường trục xã và đường trục thôn chúng tôi cứng hóa được khoảng là 4,5 cây số km ấy. Và cái đường nội đồng thì chúng tôi đã cứng hóa được khoảng 960 m, và cái đường ngõ xóm thì đến giờ chúng tôi cũng cứng hóa được khoảng gần 3 cây số. Theo cái đồ án thì chúng tôi phải cần kinh phí được khoảng 130 tỷ
để báo chí chúng tôi mới hoàn thiện được theo cái dự án là về phát triển cái đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Tuy nhiên, nhận thức về chương trình xây dựng nông thôn mới của một số cán bộ và người dân còn hạn chế, trong đó công tác tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể chưa được sâu rộng, làm cho nhân dân chưa hiểu hết ý nghĩa, chưa phát huy hết vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là năm 2023 thì nhân dân cũng đã hiến đất và đổi đất, đồng thời cũng là đóng góp sức ngày công, ngày của cũng như tiền để tự làm giải phóng, để có cái quỹ đất và cái mở rộng cái đường bê tông để thuận lợi cho cái sinh hoạt, phục vụ cho cái đời sống nhân dân cũng như là phục vụ sản xuất. Để việc thực hiện được tiêu chí giao thông cũng như các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Lôi cần có sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp công, góp của, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, để Xuân Lôi sớm hoàn thành xã nông thôn mới.